Chưa bao giờ chú Linh thấy tất cả trong căn phòng này sạch đến như vậy. Đợt ấy là cái này là một đống quần áo cũ ở đây này. Nhưng bây giờ là đi đâu hết rồi, quần áo ở đây đi đâu hết rồi. Hết rồi. Sạch như này. Tôi mời cả nhà nhá, chúc anh chị nhiều sức khỏe, sang công tác tốt ở Angola. Còn về phía anh Bảo ấy, thì mình đã đừng có cười mà đừng chắn. Ok, hello, chào các bạn nha. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Các Liên Lạc của Sở Châu Phi. Bây giờ hôm nay là đón đoàn truyền hình quốc phòng xuống đây ăn tối. Và cũng như là ngày mai là anh em mình sẽ dẫn vào tất cả các bạn mà anh em đang giúp đỡ bản làng ở đây, để cho các anh các chị để xem. Trước mắt là các anh các chị đến để khảo sát. Khảo sát xong là anh chị sẽ lên ý tưởng và sẽ quay một đoạn về trong có một trong bộ phim tư liệu của các anh. Đấy, cái đấy mình cũng nắm rõ tình hình, nhưng mà các anh cứ bảo là quay ở dưới bọn mình thì anh em mình dẫn đi quay thôi. Ok, thì nhà cửa bây giờ là anh em dọn dẹp rất là sạch sẽ. Chưa bao giờ chú Linh thấy tất cả trong căn phòng này sạch đến như vậy. Đấy. Đây, bàn hiệc máy tính là ui sợi ngăn nắp lắm các bạn nhá. Không có một chút gì luôn là bẩn hay là đồ đạc để bỏ lung tung. Đấy. Đấy là để xem ở trong phòng này nào. Chứ thấy bên đài truyền hình quốc phòng đến để quay phóng sự thấy anh em đồ đạc ngăn nắp lắm. Đấy, ui sợi. Ui giời. Đấy, đợt ấy là cái này là một đống quần áo cũ ở đây này. Nhưng bây giờ là đi đâu hết rồi, quần áo ở đây đi đâu hết rồi. Hết rồi. Sạch như này. Đấy, sợi. Ở tất cả các phòng ở đây là dọn hết, sạch rồi. Và bên phòng mình cũng thế, dọn hết. Bây giờ đi ra ngoài để xem các anh triển khai món gì đấy. Đây là anh Đồng. Thầy Đồng nay làm món gì chiêu đãi đoàn đấy? Xương hầm. Xương hầm ấy. Xương hầm. Xương hầm nha mọi người. Và ở đây. Cái này mình mua hay là ở trên đăng tải đấy? Trên đăng tải á? Đấy. Tí là còn giới thiệu với các anh đoàn trong đoàn là đây là chuyên gia hậu. Đấy. 3 năm trước là học bên thạc sĩ bên Mỹ. Đấy. Cũng nghiên cứu mất 20 năm rồi. Bây giờ mới sang đây để tác nghiệp. Đấy, giúp đỡ bà con trồng nông nghiệp. Phải giới thiệu cho hoành tráng chứ. Để lên TV nó có cái mà cho các bạn biết chứ. Nhiều khi gia đình ở nhà nhìn lên TV, ô, thằng này nhà đi đánh cá mà như chuyên gia ấy. Nói chung là mình có như nào mình giới thiệu như thế thôi nha mọi người. Chứ không giới thiệu quá đà đâu. Không thì mai mốt chết. Đây chuyên gia thế này. Chuyên gia thú y thế. À, cái này phải có tên đấy. Chứ không phải là. Đây anh Bảo nữa. Đây là đang làm món gà. Gà nướng. Ngày mai thì đặt cái tên đi. Để giới thiệu cho nó hoành tráng tí. Mai là phải giới thiệu tên ở đài truyền hình đấy. Đâu BBQ là cái này đồ ăn thôi. Ngày mai mà. Ngày mai giới thiệu về tên à? Tên tuổi. Tên tuổi rồi là trong ngành gì đấy? Mình thì mình bốc phét rồi.
chuyên gia thú y và chuyên gia nông nghiệp. Bọn em nhiều lắm. Nhiều lắm. Ê, chuyên gia thật á? 30 mấy năm chưa? Mới 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 có mấy năm thôi, nổ 1 năm đây thôi. 32 năm cuộc đời thôi. Nói chung là mai là sẽ dẫn cả đoàn hai anh một chị đấy vào trong tất cả các bạn của anh em đấy để cho cả đoàn quay phóng sự gì đấy. Như ý tưởng thì mình cũng chưa rõ, tại vì mình cũng chưa hỏi chị đấy. Thì bây giờ là cứ để cho mọi người đến đây ăn uống xong nghỉ ngơi, ngày mai đi tất cả các bạn rồi cho người ta khảo sát đấy, người ta nhìn đấy. Thì đi nhiều mà. Người ta đi, người ta nhìn xong bắt đầu là người ta sẽ lên ý tưởng, rồi là quay sau. Quay sau, chắc là quay sau. Tại vì người ta muốn nhìn thực tế kiểu ấy. Đấy, ý tưởng của người ta mà, phim tư liệu mà, phim tư liệu. Ở chỗ anh em mình là kiểu là một đoạn ở trong phim thôi. Chứ còn thấy anh chị kể là đi nhiều nước lắm. Ba người này là một đoàn này và đi ba nước. Angola với là mấy nước gì gì ấy mình cũng không nhớ rõ. Và có thêm một đoàn nữa, cũng tách ra đi rồi. Cũng làm phim tư liệu. Thì anh em mình chắc là nếu mà tư liệu thì một tiếng thì anh em mình chắc là được 10 phút trong đấy thôi. Quay thì quay nhiều lắm, quay từ sáng giờ rồi. Chắc là quay phải 3 ngày thì anh em mình mới chạy được 10 phút thôi. Cắt hết ra. Tại vì cái sóng ấy, cái này lên TV đấy chứ không phải là YouTube đâu. Cái này là truyền hình quốc phòng Việt Nam ấy. Bộ quốc phòng. Không phải an ninh này, kiểu bên an ninh ấy. Quốc phòng quân sự ấy. Đấy. Các kiểu. Rồi. Thì bây giờ là chờ anh chị đến nha mọi người. Anh chị ngày hôm nay thì mới tham quan mấy cái trường học của anh Hòa xây từ thiện này để tặng cho các em ở trên thành phố này. Với là trường học có người Việt chuyên gia dạy ở đấy. Đấy. Và cũng như là đến thăm các cô chú chuyên gia đấy để phỏng vấn các kiểu đấy. Thì ngày hôm nay đã xong ở trên ấy rồi. Thì xuống trên này anh em mình ngủ nghỉ ở đây. Ngày mai đi sớm mùng 8. Không biết là mùng 9 có ở lại đây nữa không. Nhưng mà thấy là có chỉ bảo là mùng 9 và mùng 8 là sẽ dành cho 2 ngày dưới này. Đây à? Không phải không phải. Rồi, ok. Tí anh chỉ đến thì anh em mình sẽ dọn đồ ra ăn uống đã. Đấy, rồi là sẽ bàn công việc. Bàn công việc với là tất cả anh em trong team. Đấy, bây giờ là cũng không phải là mỗi riêng mình nữa nha mọi người. Và sẽ quay hết từng người rồi là từng bản, những ai giúp đỡ. Đấy, mình chỉ có mỗi đăng tải thôi. Đấy, thì có mấy anh em làm ở bản, giúp đỡ bản. Thì mình nói là mấy anh em sẽ tự trả lời phỏng vấn và cũng như là ấy thôi.
Rồi, giờ anh chị bên đoàn công tác là đến nơi đấy nha mọi người. Có mối xe lẻ được mà, vấn đề gì đâu. Mối xe lẻ nó chuyển với anh em. Mối xe lẻ nó chuyển với anh em ở dưới kia. Sao lại có ba chai bia ngoài khách này? Dạ. Không vấn đề gì cũng cả. Bạn này là anh chị ngồi luôn về đấy. Vâng, anh ngồi dồn ở đấy, dồn ở đấy, dồn ở đấy, ngồi. Bà mở ra hàng này, mở hàng này cho anh cha rồi. Ôi xa, ôi, uống bát à? Nóng của đấy. Bộ đội. Chơi bằng bát chứ. Mình tác phong quân đội. Mình giới thiệu nha. Giới thiệu với là anh chỉ là ở đây là hầu hết là anh em trong team. Anh em trong team đang làm việc ở đây. Thôi thì tôi mời cả nhà nhá. Chúc anh chỉ nhiều sức khỏe sang công tác tốt ở Angola ha. Tập phòng một đội ngày càng thành công. Dạ vâng, cảm ơn anh. Mát nhỉ? Nô không uống à? Chạy tán chục cậu uống bát bia ngon thật đấy. Nô uống bia à? Nó không có gì uống đâu. Nô không có gì uống đâu. Bia đây. Con vàng. Này ngon lắm. Thôi em mời cả nhà. Mời anh chị. Mời cả đi vừa ra. Anh chị tự nhiên đấy. Sao trường của mình mới đọc rồi. Gứa. Mỗi lần quay phim là ăn uống còn thèm lắm, ngại lắm. Cho nước quay thôi. Cho nước quay thôi. Cho nước đi ăn đi. Duyên mà Đức Anh tắt máy đi cái gì. Lùa như lùa gà vào chuồng ấy đúng không? Bớp đắng mà gì? Bớp đắng thì mình phải đắng chứ. Cả tin rồi. Lừa chị. Bây giờ ơi. Đắng nhỉ? Đắng ăn ngon mà. Ngon rồi, một đắng kia đắng hơn. Cái này nó đắng nhìn gai là biết này. Nó không đắng. Nó đắng mà mình đắng nhà mình ấy. Nó mới đắng cứ trong hoàn à. Vừa ăn cái này cái ngọt, cái nhà cái ngọt đúng không? Vừa ăn thì nó cũng ngon bình thường à. Cái nhà nó đang ngọt đây. Chợ nhà có giờ ăn được. Ăn cái nước đắng ở trong miền Nam ngày Tết còn cũng nước đắng ấy. Này này anh em bất ngờ đến dọn sạch từ phòng đến tất cả ngõ ngách là màn nó mai gấp là đâu anh ấy tưởng con nhầm nhà mấy là anh chỉ sáng nhà mới sạch được ngày hôm nay ấy. Chứ bình thường là toàn đàn ông với nhau là quần áo vứt lung tung bây giờ sạch thật báo luôn nhỉ. Tất cả các anh em đây như vẫn còn một số ở Việt Nam đến Tết. Tầm hơn chục người. Những anh em đây là trực Tết anh ạ. Anh không trực Tết đâu. Ăn nương trực Tết. Đây là trực chiến ở Việt Nam. Quân đội. Bây giờ thì quan đừng có cười nhá, không cười nhá. Đừng có cười nhá, anh em đừng có cười. Anh em đừng có cười là không ấy đâu. Lên hình đi nhá. Bây giờ thì ấy thôi. Tự nhiên quý là ăn mối mình đấy. Không nhìn được cười ấy, từ từ anh em đừng có cười nhá. Để đừng có cười, mình mà bị cười quá là mình không ấy được. Thì hôm nay thì anh đừng có cười. Đừng có cười. Ai cười được ấy. Đâu, đừng có mỉm môi. Đâu, đưa cái này sang đây. Có cái này sang đây. Có cái gì? Có cái file gì không? Một thang vào đống máy này. Thì hôm nay thì anh em ta họp một tí, triển khai kế hoạch ngày mai để làm sao giúp đỡ được dân bản. Thì sắp tới thì đến cái mùa khô rồi thì nông nghiệp mình khó làm vì không có mưa. Vì thế chắc là anh em mình sẽ chuyển ra kế hoạch là chăn nuôi gì đấy. Còn về phía anh Bảo ấy, thì
Mình đã đừng có cười mà. Đừng cắt. Chăn nuôi gì chưa? Anh chăn nuôi gì chưa?